Xin kính chào toàn thể các anh các chị đã quay trở lại với kênh Lục Huyền Cầm BTT. Thì Thanh Tùng xin chúc đến toàn thể anh chị cùng các bạn các em nhân dịp đầu xuân 2022 có một sức khỏe dồi dào và luôn nuôi dưỡng cái niềm đam mê cháy bỏng nghệ thuật cải lương cũng như là đàn ca tài tử. Thì anh chị em biết rằng là những cái thập niên trước, cái thời gian mà cải lương bắt đầu được nổi lên, thì anh chị em biết rằng là có rất nhiều cái cặp bài trùng ở trong cái đơn ca tài tử, và nổi nhất là những cái hiện tượng như Văn Vĩ, Năm Cơ, Bảy Bá, rồi Hai Thơm, vân vân. Thì sau khi thầy Văn Vĩ mất đi thì nhân dân yêu chuộng cải lương cũng gán lại cái đệ nhất danh cầm, cái chữ đệ nhất danh cầm cho thầy Văn Giỏi. Và anh chị em yêu cổ nhạc biết rằng là thầy Văn Giỏi và thầy Thanh Hải thì lại rất là thân với nhau, và có thể nói là một cái cặp bài trùng không thể thay thế được. Và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải có từng chia sẻ rằng nếu như sau này ông Văn Giỏi không còn nữa thì thầy Thanh Hải cũng bỏ đàn tranh, xếp đàn tranh vào và không đàn nữa. Thì hôm nay thì Thanh Tùng muốn giới thiệu cho anh chị em nghe thử một cái làn điệu Chiêu Quân Ai do hai thầy, một có thể nói là một cái cặp bài trùng của nghệ thuật cải lương đàn với nhau, rất là tuyệt vời. Cái làn điệu rất là tuyệt vời và cái sự ăn ý thì nó thể hiện rõ ràng ở trong cái làn điệu này. Thì mời quý vị cùng thưởng thức. Hey.